là ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Bây giờ thì mới có 2 giờ 22 phút sáng ngày 19, nhưng mà ở bên Việt Nam thì bây giờ là đã 5 giờ 22 phút chiều. Vâng. Chúng ta cũng là ngày 19, thì ngày 19 tháng Giêng, thì trong cái tinh thần mà tất cả những người con của đất nước mà đã chết vì trước cái mũi súng của những kẻ thù mà đã xâm phạm đất nước của chúng ta, thì dù đó là người Việt Nam Cộng Hòa hay là người của quân đội nhân dân, thì chúng ta cũng vẫn trân trọng, đó là những người thật sự đã chết để bảo vệ đất nước. Thì chúng ta bỏ qua những cái chính kiến chính trị, một sinh một lời, một nén nhang để thắp cho những người 74 tử sĩ Hoàng Sa, mà còn đau khổ hơn nữa là những người này đã bị bán đứng bởi chính của Tổng thống của họ, chính những đồng minh của họ là Hoa Kỳ, và chính của những cấp chỉ huy của họ, những tướng lãnh. Và họ đã hèn nhát cho tới ngày hôm nay, họ sống tại hải ngoại này, họ cũng vẫn không dám nói lên một cái giai đoạn của lịch sử. Người chết thì sẽ mất, nhưng mà lịch sử thì không bao giờ thay đổi. Tại sao không dám nói lên? Nếu mà Hải quân Trung tá Lê Văn Thự không nói lên cái sự thật thì chắc chắn là cái sự thật này sẽ bị che đậy. Thì chúng tôi xin được một lời chia buồn với tất cả các thân nhân của những người lính tử sĩ của 74 chiến sĩ Hoàng Sa. Và một lời để mà chúng tôi không có muốn có những cái sự tranh chấp, có những người có những cái lời nói hơi nặng nề đối với những người chiến sĩ hải quân đó. Thì đối với chúng tôi thì đó là cá tính của mỗi người, chúng tôi không phê bình và không bàn luận về cái chuyện đó. Chỉ xin một lời là được cá nhân chúng tôi chia buồn với tăng cái 74 chiến sĩ Hoàng Sa và gia đình. Con cái của họ giờ này chắc cũng đã lớn rồi. Nó một sự bán đứng của đồng minh Hoa Kỳ, những cái người mà đã trả lương cho họ, để rồi bây giờ chính những người đó đã âm mưu để mà dâng cái Hoàng Sa cho chúng ta. Đại tá Nguyễn Thành Trung đã nói lên cái sự thật, 120 lính không quân đã ghi danh ở từ Đà Nẵng để sẵn sàng để đi lên lấy lại đảo Hoàng Sa. Với con mắt của một người chiến sĩ như chúng tôi, chỉ cần 5 chiếc máy bay thôi. Nếu cần, chúng ta giống như là cái thần phong Kamije của Nhật á, đâm đầu xuống ở giữa đảo và 5 góc là 4 góc là bảo đảm là cái chúng ta lấy lại cái Hoàng Sa được. Hoặc là chúng ta đâm cái tàu của chúng ta vào trong đó, đổ bộ xuống. Tại vì lúc đó là trên đảo nó có đâu có bao nhiêu, giỏi lắm là 1 trung đội đó. Và tại sao chúng ta không làm được cái chuyện đó? Thì bây giờ thì cái lịch sử đã qua rồi. Thì chúng tôi xin chỉ có một lời ngậm ngùi thương tiếc cho họ. Vâng, thưa trước khi